Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Free Online English Channel. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục đi tìm hiểu nội dung tiếp theo trong bài học số 2 của Unit 2, Personal Information. Yes, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ nhé. Trước khi bắt đầu, mình xin gửi lời cảm ơn rất chân thành tới rất nhiều các bạn trong tuần vừa rồi đã liên tục ủng hộ bằng cách đăng ký và chia sẻ với tất cả mọi người. Đây là một điều rất tuyệt vời. Rất cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong video này nhé. Chúng ta sẽ ngày hôm nay trong bài học này chúng ta có 3 mục tiêu lớn như sau. Đầu tiên đó chính là phần personal information, đó là các thông tin về cá nhân. Ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một loạt các mẫu câu hỏi và trả lời về thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, v.v. Đây là một cái phần có cái ứng dụng cực kỳ cao trong tiếng Anh giao tiếp, bởi vì các bạn biết đó chính là ví dụ như sau này các bạn sẽ phải trả lời phỏng vấn xin việc hoặc là các bạn làm các thủ tục hành chính khi đi nước ngoài v.v. thì đây là những câu hỏi mà bắt buộc các bạn sẽ phải trả lời và phải lắng nghe được. Cho nên ngày hôm nay đây sẽ là một phần rất là trọng tâm. Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ học các số đếm từ 20 đến 100. Nghe có vẻ đơn giản đúng không ạ? Như vậy không hề đơn giản như vậy. Đặc biệt là trong việc phân biệt các số lẻ giữa số lẻ và số tròn trục. Yes, như 13, 30, 14, 40 vân vân, cách đọc khác nhau một chút thôi nhưng mà sẽ rất là khó nhận ra. Và ngày hôm nay ở phần thứ ba chúng ta sẽ ứng dụng thực tế vào các bài luyện nghe và luyện nói với hai cái nội dung bên trên. Đây chính là điểm khác biệt ở trong chương trình dạy học tiếng Anh online của mình, đó là ở mỗi bài học chúng ta không chỉ học các lý thuyết ngữ pháp một cách buồn đẻ mà chúng ta sẽ ứng dụng ngay vào các bài nói và các bài nghe. Ngày hôm nay sẽ có hai bài nghe rất lớn và có một bài luyện nói. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Now let's go. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên trên này, chúng ta sẽ có hai bức tranh ở đây. Các bạn thấy ở bức tranh đầu tiên đó chính là có hai bạn trai mặc áo đỏ và bạn gái mặc áo tím đang đi thì gặp một bạn mặc áo vest rất lịch sự để mà làm quen đúng không ạ? Và ở bên cạnh có một phần hội thoại mà đang có một số chỗ thiếu một số chữ cần điền. Yes. Ở bên tay trái chính là hai cô gái và có vẻ như cô gái đang mặc áo sọc xanh trắng đang chỉ điện thoại và giới thiệu ai đó với một bạn gái với một người bạn khác của mình đúng không ạ? Vậy chúng ta ngay bây giờ sẽ nghe và chúng ta điền các thông tin vào từng đoạn văn nhé. Xem là chúng ta đang thiếu từ vựng gì và các bạn thử xem mình đúng được bao nhiêu câu. Mình sẽ cho các bạn nghe một lần và sau đó lần thứ hai mình sẽ show các bạn cho từng bức tranh. Are you ready? Chúng ta bắt đầu nhé. Hello Mike. Hi Sam. How are you? Fine thanks. And you? I'm okay thanks. This is Helen. She's a friend from work. Nice to meet you. Hi. Sorry, we're in a hurry. See you soon. Bye. Bye. Rồi và chúng ta sẽ cùng đến với bức tranh thứ hai ngay sau đây. Ở bức tranh vừa rồi các bạn đã điền đúng được bao nhiêu đáp án à? Yes, chúng ta sẽ cùng nhau đến bức tranh số 2 và hãy cố gắng làm tốt hơn ở bức tranh đầu tiên nhé. Xin mời, bắt đầu. Look, this is my brother. Wow. He's very good looking. What's his name? Adam. Is he married? No, he isn't. How old is he? He's 26. What's his mobile number? Rồi, xin cảm ơn các bạn và chúng ta đã có một phần luyện nghe rất thú vị và các bạn đã thể hiện qua nhiều hãy comment đáp án xuống bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng rút ra một số những cụm từ vựng rất quan trọng. Thực ra hai cái đoạn văn này chính là hai đoạn văn giao tiếp cơ bản. Rất là dễ thôi và có vẻ như không khó để hiểu lắm đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau có một số những cái cụm từ mà chúng ta nên ghi nhớ và nên học, đặc biệt là phát âm một cách chính xác. Một câu hỏi mà chúng ta rất hay hỏi nhau đó là bạn khỏe không, bạn như thế nào? Và cách hỏi rất đơn giản đó là how are you? Yes. Chúng ta có thể nói là how are you hoặc là how are you? Yes. Và khi trả lời chúng ta có thể trả lời là fine thanks. Yeah, fine thanks, tôi khỏe cảm ơn. Hoặc để có thể trả lời một cách thú vị hơn chúng ta là I'm okay hoặc là I'm good. Yes. Số 2 đó chính là câu chuyên để giới thiệu, đó là câu this is. Các bạn ý này, chúng ta nối âm S của chữ this sang âm is và chúng ta là this is. This is có nghĩa là đây là,
Nó rất đơn giản thôi, các bạn dẫn một bạn trai về nhà và nói là This is my boyfriend, đây là bạn trai của con. This is my girlfriend, đây là bạn gái của con. Hay là các bạn chỉ ở ngôi nhà và nói This is my house, đây là ngôi nhà của tôi. This is my car, đây là xe hơi của tôi. This is my family, đây là gia đình của tôi. Yes, những câu này rất đơn giản nhưng nó có tính ngữ cực kỳ cao. Các bạn lưu ý nhé, phát âm thật chính xác. Đọc lại với mình nào. This is my house. This is my family. This is my car. This is my boyfriend. This is my girlfriend. Okay, good job. Khi mà chúng ta đang nói chuyện với một người nào đó mà chúng ta muốn đi, chúng ta là ồ, tôi đang vội lắm, tôi phải đi đây. Chúng ta nói như thế nào? Một câu rất đơn giản, chúng ta là We're in a hurry. We're in a hurry. Các bạn nhớ âm R ở trong viết tắt của to be are và âm in chúng ta là we're in a hurry. We're in a hurry. Yeah. Chúng tôi đang vội. Hoặc là I'm in a hurry. Tôi đang vội. I have to go. Tôi phải đi bây giờ. I have to go. Yes. Và khi nói lời tạm biệt chúng ta là see you soon. Bye. Các bạn thấy này, khi mà chúng ta nói lời tạm biệt cũng có rất nhiều sắc thái. Bình thường nếu chúng ta nói lời tạm biệt và không hẹn một cách chắc chắn một ngày cố định nào đó sẽ gặp lại, mình chỉ nói là see you later. See you next time hoặc see you soon, bye. Còn chúng ta khi mà chúng ta có lịch hẹn gặp lại, ví dụ gặp lại vào thứ tư chẳng hạn, see you on Wednesday. Gặp lại vào thứ hai, see you on Monday. Yeah. Gặp lại vào thứ ba, see you on Tuesday. Yes. Nhưng các bạn để ý này, chúng ta thường sẽ không nói là see you again. Điều mà chúng ta vẫn được học từ trước tới nay trong chương trình học phổ thông đó chính là see you again. Thực ra với câu này, người nước ngoài nếu như chúng ta gặp họ lần đầu tiên mà chúng ta không có hẹn gặp lại họ vào một thời điểm nào đó, hai bên đã thống nhất mà chúng ta tự nhiên nói là see you again, người ta sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ồ, tôi có hẹn mình đâu, người ta có hẹn mình đâu mà nói như vậy, đúng không? Khi nói như vậy người ta thường kết hợp với sau đó là see you again on. Yes. Và trong trường hợp này, ví dụ như see you again on Thursday, hẹn gặp lại bạn vào thứ năm. Yeah, see you again on Sunday, gặp lại bạn vào chủ nhật nhé. Thì người ta lại bỏ luôn cái từ again đi, với nói thẳng luôn see you on Thursday hoặc see you next week, see you tomorrow. Các hiểu không ạ? Trên cái trường hợp see you again là một trong trường hợp rất ít dùng. Nhưng điều đáng buồn chính là điều này, cái câu này chúng ta lại được hầu hết các bạn dùng trong rất nhiều ngữ cảnh mà không phù hợp. Các hiểu không ạ? Vậy thì từ nay khi các bạn nói tạm biệt mà không có hẹn trước, các bạn chỉ nói see you next time hoặc see you later. Then later, nói nhẹ đi, see you later. Ok, và một câu nữa rất bản ngữ đó chính là khi mà chúng ta muốn tỏ một thái độ ngạc nhiên, một điều gì đó rất bất ngờ là mình surprise, mình sẽ nói là wow. Ví dụ khi bạn gái mình mặc cái váy rất là đẹp, wow, you look great, I like it. Yes, wow, you are so beautiful today. Ví dụ vậy, thì cái từ wow nó chính là câu để biểu tỏ sắc thái đó chúng ta rất là ngạc nhiên và bất ngờ. Thế nhá, wow, you are so kind to watch this video. Thank you. Yes. Now, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo rất quan trọng, đó chính là phần hỏi về số điện thoại. Khi chúng ta muốn hỏi một số điện thoại ai đó trong lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ và làm quen, lấy thông tin để làm sao chúng ta có thể liên lạc lại, chúng ta hỏi là what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Yes. Và ở đây ngay bây giờ mình sẽ có một phần ứng dụng, đó chính là chúng ta sẽ đọc số điện thoại. Và các bạn để ý này, khi đọc số điện thoại ở số 0 đứng đầu mình sẽ là oh hoặc là zero, nhưng mình thấy đa phần người ta dùng là oh, nó đơn giản hơn. Yes, chúng ta đọc là oh. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài nghe, chúng ta sẽ nghe hai bạn nói chuyện với nhau và các bạn sẽ nghe và cố gắng điền số điện thoại đây nhá. Let's start. What's your phone number? 0207 946 8522. Sorry? 0207 946 8522. Ok, và các bạn đã ghi được số điện thoại chưa ạ? Yes. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ luyện nghe và đoán số. Ở các bài học lần trước chúng ta đã học luyện nghe từ số 0 cho đến số 20 đúng không ạ? 0 to 20. Các bạn còn nhớ không? Nếu ai đã quên thì hãy xem lại ở bài học trước nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe bảng đoán số từ 20 cho đến 100. Yes. Các bạn nghe được số nào thì các bạn hãy hình dung trong đầu, viết ra thật nhanh bằng bút. Ok. Và sau đó mình sẽ hiện đáp án sau một vài giây. Are you ready? Let's start. Bắt đầu. 21, 22, 23, 40, 45, 60, 66, 70, 77, 80, 88, 90, 99, 100. Yes. Rồi, trong phần đọc vừa rồi các bạn sẽ thấy là chúng ta có một, trong tiếng Anh nó có hai cái âm khá là nhầm lẫn, đó chính là âm số lẻ và âm số chẵn. Âm số lẻ đấy chính là ví dụ như 13, 13 và 30, 30. Các bạn để ý này, khi mà là âm số chẵn thì chúng ta sẽ nhấn vào âm đằng trước đó là số, ví dụ 30 là 30. Yes. Nhưng mà khi mà là số lẻ, ví dụ 13 mình sẽ là 13, gần như nhấn vào cả hai số đúng không ạ? Cả hai âm trước và âm sau. 13, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 17, 18, 18, 19, 19, và 100 là 100. Ok. Mà khi chúng ta đọc số 3 mấy, các bạn chỉ cần ghép thêm cái số đằng sau thôi. Ví dụ 31, 32, 44, 46, 77. Ok, right. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và đọc lại để phân biệt hai bên nhé. Let's start. 1. A. 13. B. 30. 2. A. 14. B. 40. 3. A. 15. B. 50. 4. A. 16. B. 60. 5. A. 17. B. 70. 6. A. 18. B. 80. 7. A. 19. B. 90. Và các bạn để ý này, cái số từ 13 đến 19 các bạn thấy có âm 19 đằng sau. Yes, và đấy là lý do vì sao mà những bạn mà từ 13 đến 19 tuổi gọi là tuổi teen, hay chúng ta có một từ tuổi thiếu niên tiếng Anh là teenager. Ok, đây là một điều rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn để xem, một đoạn hội thoại để xem là họ nhắc đến số lẻ hay số chẵn. Các bạn hãy quanh tròn vào đáp án đúng nhá. Now, listen and circle. 13, 2, 40, 3, 50, 4, 16, 5, 70, 6, 18, 7, 19. Ok, các bạn đã có đáp án đúng của cho mình chưa ạ? Yes, các bạn đã đúng bao nhiêu đáp án? Hãy comment kết quả của mình xuống bên dưới nhá. Nào, và bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài rất là hay. Ở đây mình có hai câu hỏi. Đó chính là bạn có anh chị em gì không? Do you have brothers and sisters? Các bạn ý này, người ta sẽ hỏi với S và N và đọc nhấn nhẹ đi đó. Ờ, do you have brothers and sisters? Do you have brothers and sisters? Bạn có anh trai hoặc chị em gái gì không? Yes. Nếu như có, mình sẽ nói là I have. Ví dụ mình có 3 anh em trai, mình sẽ nói là I have 3 brothers. Hay là mình có một anh trai, một em gái, sẽ nói là I have 1 brother or 1 sister. Ok. Khi mà người ta hỏi câu số 2 đó là how old are they?
tức là họ bao nhiêu tuổi, thì mình cứ nói lần lượt tên tuổi của họ ra thôi, tuổi của họ ra thôi. Hoặc là how old is he? Trong trường hợp là có một người anh trai, một người em trai, how old is he? Tức là anh ấy bao nhiêu tuổi và how old is she? Tức là cô ấy bao nhiêu tuổi? How old là câu hỏi về tuổi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe một đoạn điện thoại để mình có số mạng. Được chưa? Và người ta có một cái bảng ở đây, ở phía bên trên các bạn hãy điền số anh chị em mà họ có, và bên dưới các bạn sẽ làm sao ạ? Các bạn sẽ điền thật nhanh khi họ trả lời về tuổi của từng người. Các bạn không cần phải ghi chính xác là tuổi của người này bao nhiêu tuổi như thế, các bạn chỉ cần ghi lần lượt số tuổi của người ta đọc thôi. Ok, mình sẽ cho các bạn nghe hai lần, và ở lần thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau check đáp án ở trên màn hình nhé. Ok, let's start. Do you have brothers and sisters? Yes, I have two brothers. How old are they? One is 21 and the other is 24. Do you have brothers and sisters? Yes, I have three sisters. How old are they? 36, 28 and 39. Do you have brothers and sisters? I have one brother. How old is he? He's 29. Do you have brothers and sisters? I have one brother. How old is he? He's 17 years old. Do you have brothers and sisters? I have one sister. How old is she? She's 13. Do you have brothers and sisters? I have four brothers. How old are they? 46, 44, 43, and 36. Do you have brothers and sisters? Yes, I have two brothers. How old are they? One is 21 and the other is 24. Do you have brothers and sisters? Yes, I have three sisters. How old are they? 36, 28 and 39. Do you have brothers and sisters? I have one brother. How old is he? He's 29. Do you have brothers and sisters? I have one brother. How old is he? He's 17 years old. Do you have brothers and sisters? I have one sister. How old is she? She's 13. Do you have brothers and sisters? I have four brothers. How old are they? 46, 44, 43, and 36. Rồi, các bạn đã nghe và đúng được bao nhiêu đáp án? Các bạn thấy nghe số các bạn tưởng là rất là dễ, nhưng thực ra đây là một cái rất khó, bởi vì càng những thông tin dễ, càng những cái mà phổ biến thì trong tiếng Anh họ giao tiếp họ nói rất là nhanh, cho nên rất là khó để nghe. Chúng ta phải luyện tập nhiều nhiều hơn nữa, và trên YouTube có rất là nhiều các bài nghe luyện về số, các bạn có thể tham khảo để có thể luyện tập thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là các câu hỏi về thông tin cá nhân, personal information. Yes. Now, khi mà chúng ta phải ra nước ngoài và làm các thủ tục hành chính, hoặc sau này khi các bạn xin việc vào các công ty quốc tế, yes, thì một trong những điều cơ bản nhất mà các bạn phải làm được đó chính là trả lời được các thông tin cá nhân của mình, personal information. Và bây giờ ở đây mình sẽ có 9 câu hỏi. Đầu tiên đó là what's your name, how do you spell it? Tức là tên bạn là gì, bạn đánh vần như thế nào? Where are you from? Bạn đến từ đâu? What's your address? Địa chỉ của bạn ở đâu? What's your postcode? Postcode là gì ạ? Là mã bưu điện. Ngày nay người ta giao dịch bằng thư hoặc là gửi thư ít hơn vì có internet. Nhưng mà thực tế rằng ở bên rất là nhiều các dịch vụ công ở nhà nước hoặc ở bên nước ngoài vậy thôi, postcode là một điều rất là phổ biến. Sau này các bạn nếu mà làm hồ sơ đi nước ngoài hoặc đi du học thì bao giờ người ta cũng hỏi postcode các bạn là gì, để người ta nên làm một cách chính thức bằng thư. Yes, cho nên thư cũng là một trong những nội dung rất là quan trọng. Đấy lý do vì sao trong kỳ thi IELTS dành cho những người đi làm là IELTS tổng quát, IELTS general, người ta vẫn kiểm tra khi đang viết thư. Yes. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi are you married? Bạn đã kết hôn chưa? Are you married? Khi chúng ta kết hôn rồi, chúng ta sẽ nói là I am married. I am married. Còn kết hôn rồi mà các bạn chia tay nhau, chúng ta là I'm divorced. Divorced là ly dị. Ok. Câu hỏi tiếp theo là what's your home phone number? Số điện thoại gia đình, tức là số điện thoại bàn của mình nhé. What's your mobile number? Mobile là di động, số điện thoại di động của các bạn là gì?
và what's your email address và địa chỉ email là gì. Các bạn để ý này, khi chúng ta đọc email thì bao giờ chúng ta cũng đọc cái chữ A còng đó là at, và Gmail chẳng hạn đó là Gmail hoặc là Hotmail, yes, và cái dấu chấm trong email mình đọc là dot com, yes. Ví dụ email của mình là ngocthanh123@gmail.com. Ok, thì đây là một cái rất là quan trọng, các bạn lưu ý cách đọc của nó nhé. A còng đó là @gmail.com. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và nhắc lại thật lớn các câu hỏi này nào. Let's start. 1. What's your name? How do you spell it? 2. Where are you from? 3. What's your address? 4. What's your postcode? 5. How old are you? 6. Are you married? 7. What's your home phone number? 8. What's your mobile number? 9. What's your email address? Và trong phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay sẽ là một phần rất quan trọng. Mình sẽ sử dụng tất cả những câu hỏi ở phần personal information để phỏng vấn một bạn gái rất xinh đẹp đang ở đây với mình. Và các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau xem bạn ấy sẽ trả lời như thế nào nhé. Yes, let's start. Okay, hello. Hello. Yes, what's your name? My name is Chi. How do you spell it? C-H-I. Yes, where are you from? I'm from Hanoi. Yes, what's your address? It's at 25 Little Street. Okay, what's your postcode? It's 13570. Yes, how old are you? I'm 20. Yes, I'm 20. Are you married? No, I'm not. I'm single. Yes, do you have a boyfriend? Honestly, I don't have a boyfriend. Yes, okay. What's your home phone number? 0-4-3-4-5-6-3-1-2. Yes. What's your phone number? What's your mobile number? 0-3-8-3-7-0-5-2-8-6. Yes, and the last one, what's your email address? yt123@gmail.com. Okay, thank you for coming today. Okay, vừa rồi mình mới thực hành cho các bạn các câu trả lời. Yes. Bây giờ mình sẽ để cho các bạn hãy trả lời các câu hỏi này sau tiếng beep nha. Hãy thực hành thật lớn. Chỉ có thực hành nhiều thì các bạn mới cải thiện được khả năng nói của mình. Có thể phát âm chưa chính xác lắm nhưng hãy tự đi lên, các bạn làm được mà. Let's start. What's your name? Where are you from? What's your address? What's your postcode? How old are you? Are you married? What's your home phone number? What's your mobile number? What's your email address? Rất cảm ơn các bạn đã tham gia phần thực hành vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những nội dung quan trọng mà ngày hôm nay các bạn nên nhớ nhá. Ở đây mình có một cái bảng. Yes. Đầu tiên khi hỏi bạn khỏe không? How are you? Yes. Trả lời fine thanks Angie. Yes. Hoặc là I'm okay thanks. Yes. Khi chúng ta muốn giới thiệu ai đó, This is Helen. This is my friends. This is my house. Tiếp, khi chúng ta muốn nói lời tạm biệt hay nói đơn giản hơn, see you soon. Nhớ là không dùng see you again khi không có lịch hẹn trước nhé. Yeah. Khi chúng ta vội vàng, chúng ta muốn đi, we're in a hurry. I'm in a hurry. Yes. What's your phone number? Hỏi về số điện thoại. What's your email address? How old are you? Khi trả lời tuổi, I'm 18, I'm 20, I'm 23. Yes. Và câu hỏi bạn đã kết hôn chưa? Are you married? Yes. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã trải nghiệm cùng mình và đã ủng hộ mình trong suốt các bài học trước. Và hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi và đạt được nhiều tiến bộ. See you later.
Ok. Cái này em chỉ cần trả lời là Hoa Chi luôn, em không cần Hoa Chi 123@gmail.com. Nhưng mà em chỉ cần trả lời luôn. Đúng, nó thẳng luôn. Yes. Được chưa? Không để em. Nhưng mà để em tắt quạt cái máy của em lại dựng lên. Ok. Mình sẽ đấy. Em cứ ngồi thoải mái đi. Bao giờ được thì ok. Ok. Xin chào các bạn, sorry, là xin chào. Ok.